các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Thuốc lá điện tử, ngụy trang, bút viết, son môi, tấn công học sinh. TD, học sinh lớp 10 của một trường phổ thông trung học tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang hút thuốc lá điện tử trong một quán cà phê gần trường. Khi chúng tôi hỏi, em cho biết mình đã hút thuốc lá điện tử từ lớp 8 do bạn bè rủ rê. Ban đầu em tò mò nên cũng thử cho vui. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu 1-2 ngày không hút có được không thì Đê lắc đầu, bởi không có thì thấy thiếu và buồn ngủ. Đê kể rằng, sau khi biết thuốc lá điện tử thì nhóm bạn của em cũng đã tiếp cận shisha, cần sa với mục đích giảm căng thẳng, mệt mỏi, nhất là giai đoạn thi cử. Ngoài ra, Đê cho biết nếu cần mua thuốc lá điện tử, tinh dầu hay các chất khác, chỉ cần liên hệ với một học sinh học khối trên lập tức có hàng. Nếu ngại, các em tự tìm trên mạng rồi hẹn người bán, địa điểm để nhận hàng hay tìm mua ở các mối quen gần trường. Theo hướng dẫn của Đê, chúng tôi vào trang mạng, hàng loạt mẫu mã thuốc lá điện tử được rao bán với giá từ 90 đến 800 ngàn đồng một sản phẩm. Với slogan thu hút mạnh mẽ, thời trang, đẳng cấp, chỉ cần người có nhu cầu để lại bình luận, ngay lập tức chủ tài khoản sẽ nhắn tin mời chào. Bán hàng thường tiếp cận người mua bằng cách gửi các mẫu có giá từ cao đến thấp, kèm theo một loạt khuyến mãi như tặng tinh dầu, bảo hành với lời cam đoan thuốc lá điện tử không gây nghiện, không độc hại, giúp người hút giảm căng thẳng, mệt mỏi. Người bán hàng còn nói, không phải lo, hút chơi mà, nếu sợ cô giáo biết, mua loại son môi đi, còn mùi thì lấy mùi dâu, mùi táo hoặc mùi bạc hà, sô-cô-la. Khi mẹ hỏi chỉ cần nói mới uống nước ngọt hoặc ăn kẹo nên có mùi. Thống kê của Bộ Y tế năm 2022 cho thấy số lượng thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng. Năm 2019 có 2,6% thiếu niên hút thuốc lá điện tử, thì năm 2022 tỷ lệ đó là 3,5%. Thậm chí có em tiếp xúc với thuốc lá điện tử ngay từ lứa tuổi tiểu học, nhiều nhất là học sinh từ lớp 5 đến lớp 8. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường đều có chứa nicotine, chất tạo khói, chất tạo mùi. Thuốc lá điện tử chạy bằng pin, trong tinh dầu có chứa đến hơn 15.000 loại hương liệu độc hại. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Văn Hiệp, nguyên thường trực ban chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại thuốc lá, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chất diacetin dùng tạo mùi trong thuốc lá điện tử làm tăng nặng bệnh phổi, ung thư, đột quỵ, co thắt mạch máu v.v. Một số bạn trẻ để chứng tỏ bản lĩnh còn nuốt khói thì rít hơi dài gây ngộ độc cấp thời. Chưa kể đến tình huống để làm tăng sự kích thích, sảng khoái, một số người bán có thể pha trộn các chất khác vào dung dịch như ma túy, cần sa hay một số chất gây nghiện khác. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Thảo, phó khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ em, đặc biệt là học sinh cấp 2, cấp 3, đây sử dụng thuốc lá điện tử khá nhiều. Thành phần nicotine là chất kích thích, làm hệ thần kinh hưng phấn tức thời, nhưng tác động lâu dài làm cho trẻ kém tập trung, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, học lực xuống thấp, chán nản bỏ bê học hành. Việc thuốc lá điện tử được ngụy trang dưới hình thức đồ chơi, dụng cụ học tập, son môi rất dễ tiếp cận trẻ và che mắt cha mẹ, thầy cô. Đáng lo ngại, trẻ con chưa ý thức hết sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử, chỉ muốn thử hoặc hút vì bạn bè thách thức. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm, theo dõi, trò chuyện để trẻ hiểu rõ tác hại, từ đó tự giác bỏ thuốc lá điện tử. Nếu cần thiết, cha mẹ có thể đưa trẻ đến bác sĩ nhi, bác sĩ gia đình để hỗ trợ trẻ. Trường hợp nghi ngờ con mình đang hút thuốc lá điện tử, cha mẹ có thể để ý đến đồ dùng, đồ chơi hoặc vật dụng mà con thường mang theo bên mình. Khả năng những đồ vật này là thuốc lá điện tử. Một biểu hiện khác là trẻ hay đi vào nơi riêng tư, vào một số khung giờ nhất định. Người trẻ có mùi do khói bám vào và trẻ dễ bị kích thích khi được hỏi đến.